Rồi nói chào cô chú và các bạn, chào anh chị đi. Chào cô chú các anh chị. Rồi, hôm nay tụi con sẽ đi lượm da chai bán để kiếm tiền mua bánh về đây. Tụi nhỏ sẽ mua bánh về đây trải cái điểm ra. Bán được bao nhiêu tiền thì sẽ mua bánh hết nha các bạn. Cho tụi nhỏ nó ngồi nó ăn một bữa. Rồi, bắt đầu tản ra đi kiếm da chai lượm nè. Rồi. Đậu vô, đậu vô. Cái này chở xe lôi chạy xe lôi đi bán. Đậu vô đây đi. Xù đậu vô. Rồi, được nhiêu rồi? Rồi lôi bao đi. Mấy bao nghiêng đâu đủ. Rồi đậu vô. Đậu vô đó, lụm được, thấy vô xe lôi hết. Đi nhặt hết. Rồi bắt đầu đi, đi lượm nè, đi dài dài qua đó. Thôi đi ra sau lượm trước đi. Nghe nói đi lượm cho chài bán nó sung quá các bạn ơi, chài quá trời chạy luôn rồi. Đây chỉ cho mấy bạn đi. Lượm vô. Đây nè. Đây, đây trong đây có một bọc bự lắm nè. Kìa. Vô lôi cái bọc đó ra cho tụi nó đi. Đây kìa, thấy trong không? Rồi, đổ ra. Bữa nay đưa cho xu lụm. Mũi quá trời luôn mấy bạn ơi. Lụm xu nãy lụm nhóc rồi. Ở đâu? Ra ống nhựa ăn sau luôn nè mấy bạn ơi. Ra đằng sau nè, lẹ lên. Từ từ thôi. Ôi ơi nè thấy chưa? Nè lụm cho chai tới khóc luôn mấy bạn ơi. Heo đừng có chạy. Chỗ nào chắc nó đi. Đây. Này nhạt quá trời nhạt, chắc nó dính bản quyền quá mấy bạn ơi. Lụm đi, xổ ra thì cho xu lụm chứ. Cho em lụm dứt rồi, xu lụm vô. Quá trời đồ da chai luôn rồi mấy bạn ơi. Rồi lụm vô. Đó quá rồi. Bữa nay mấy bạn này trúng bánh rồi, có tiền đi ăn bánh rồi mấy bạn ơi. Quá rồi. Đây rồi, bỏ qua đây, bỏ bên của em nữa nè. Đây rồi, em kêu em. Em bỏ vô cho em. Nó. Có đó chỉ không rồi lại đẳng rồi làm sao? Rồi chưa? Đầy chưa? Đầy lắm rồi con. Đầy rồi, giờ ginh vô. Ginh vô. Đi xu. Xu lôi nổi không? Xu lôi. Bỏ qua bên xu bớt nè. Bỏ qua bên xu bớt đi. Từ từ, bên qua trên. Đúng rồi. Trung mánh nè. Bán được không? Rồi, tiếp nè, tiếp em nè. Tiếp em đi, ginh tiếp em. Con thằng gì nè, ginh tiếp em. Rồi, thôi con xu để anh ginh cho. Xu đi con đi không đi con. Mấy bạn ơi, bạn này lụm cho chai mà ginh không nổi luôn, nhờ anh này lụm ginh luôn mấy bạn ơi. Bạn này ginh không nổi. Từ từ khoan hả, đổ vô. Ôi ơi mấy đứa này.
chưa vậy chân, để người ta ra người ta coi đồ đổ vô chưa chân, đổ hết trơn luôn rồi, chết luôn rồi, chắc tham ướng xe chở quá chứ xe này chở không hết rồi. Rồi chưa thôi, coi coi bỏ vô chưa đây, cái nào bán cho trai rồi bỏ vô xe lẹ, rồi đổ vô xe, đổ vô xe mà chưa. Rồi đổ vô, đổ vô xe mình coi được bao nhiêu rồi. Đổ vô. Ờ đổ vô. Quá. Quá rồi mấy bạn ơi. Còn cái thùng đằng kia nữa đó nghe. Rồi cái đó rồi em nên đổ vô luôn. Đó đó. Kìa. Lên lên. Lên Phong ơi. Ôi quá trời luôn rồi các bạn ơi. Rồi. Chắc gì đâu mà không đàng hoàng gì cho hói, đừng lấy đó. Dục đi. Trời ơi kiểu này rồi. Không có. Rồi mấy nhỏ làm sao đi? Rồi, quá trời luôn rồi. Thôi đâu. Quá trời luôn rồi. Lấy ờ ừ, luôn. Quá. Quá luôn mấy bạn ơi. Ra người ta cũng phân ra cái nhựa, cái à. Nhiều bán có tiền ăn bánh chứ đâu ra. Không này. Gom hết rồi. Thôi. Nhiều được rồi. Trời dán. Dán ai mà mua? Chạy dục đó đi. Dán người ta không có mua biết không? Mình phải lượm đồ mũ thôi. À, chiếc xe đạp này người ta mua nè. Mất bánh rồi sao? Thì bán đi. Bán đi chứ để làm gì? Nè mấy bạn. Nè, nè, đây có nè. Nè. Nè, nè. Đây một chai nè, thấy không? Lượm hai chai đặng. Đó. Mình sẽ đi bán cho trai các bạn ơi. Đi bằng xe luôn à. Rồi, đi bán cho trai thôi. Đây mình đi bán cho trai thôi các bạn ơi. Rồi xe mình đang đi bán cho trai các bạn. Chạy luôn à. Chạy thích ga trúng xe. Rồi chó kìa. Rồi tới nơi. Mua dệt chai chó luôn rồi các bạn ơi. Bóc xuống. Đây bóc xuống từ từ. Rồi nè thấy không? Nãy giờ nó đi gom nãy giờ nè. Lỡ bán. Là còn livestream quên hả? Livestream chủ luôn. Giới thiệu của bạn luôn.
bán rồi sẽ qua bà quá. Đấy, đấy, nói từ từ cô bán con khép đỡ dưới đất được rồi. Con dục khích ngoài này được rồi. Để ba cái chai để đi hồi lấy sao. Rồi, em chú. Từ từ cái đó để hồi lấy ba cô lấy bao ra đựng để đi. Khoan hả? Thôi, không, không, khoan lấy con. Từ từ lấy bao bỏ con. Này chú ơi, con gọi chó nè. Mình có nuôi chó rồi nè. Được, được 12 ký giấy. 13 ký. Các bác đang mùi bánh ăn á. Được nhiều. Rồi 13 ký. À, 13. 200 ngàn. 13 ký giấy. Nè 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 nè, nghe hỏi nè, mấy con có tiền mấy con ăn bánh gì? Dạ. Hả? Ăn đậu xanh. Bánh gì? Bánh gà. Cánh gà hả? Bánh gà. Bánh gà hả? Bánh cây. À, rồi Su ăn bánh gì? Bánh hả? Đó tới luôn. Thắng. Từ từ, từ từ. Không phải đâu, lon bia mũ ra mũ. Quá, mấy đứa này nó hăng hái quá các bạn ơi. Ghê. Yeah. Đụm vô. Hôm nay mình đi nguyên 1 triệu đội luôn. Đừng đừng để cô đếm con. Rồi được rồi, mấy con xích ra đi. Thôi mấy con xích ra đi. Lụm mấy lon bia vô đây hết đi. Khoan, mũ riêng đi. Rồi đúng rồi, lụm mấy lon bia vô. Ở đây nè con. Nè bỏ vô. Bỏ vô, lụm bỏ vô. Ai cũng có phần hết, đứa nào cũng có phần hết. Rồi vô đi, lượm đi đâu. Rồi từ từ để đựng mũ, đừng lượm mũ vô, lượm khoan, rồi đổ cái đi. Đúng rồi. Lượm lon bia bỏ vô. Quá. Trăm 77 lon. Uống dữ vậy đó hả? Hả? Uống dữ vậy đó hả? Không. Uống không gạn 177 lon luôn. 177 lon là năm. Hả? Nhiều con đại. Mấy thùng? Hả?
8 thùng tầm 6. Còn còn 8. Luôn trên xe mình vô phát không? Một hồi nữa mình bán chiếc xe này luôn. Rồi đi về bộ. Sắt 7.000. Này bà chị nói là này là mũ chết. Rồi hết rồi. Rồi. Gầy ông còn đâu đây coi nè. Hả? Rồi, 84.000. Rồi mình đi qua bà quá thôi, lấy tiền đã. Cháu cũng có tiền sẵn rồi chú ơi. Rồi nhận tiền. Đứa nào cầm tiền? Ở đây cầm cho mày. Đi 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 được bà quá nè. Rồi. Rồi vô lửa bánh. Đàng hoàng nha. Mua đồ. Rồi dẫn tụi nhỏ đi mua đồ. Quay phim đó. Thằng này uống chị tin đúng không? Một thằng nè, để xuống đó ngồi cho ổng tính tiền. Mấy cô ổng gặp khó hả chú hả? Má quay rõ. Camera rõ. Đồ đi bán. Thôi ta biết chìa khóa đã mở cánh cổng bắn. Rồi, ông đi đâu vậy? Đi đám ma hả? Rồi, ông đi đám ma rồi, ông chủ đi đám ma rồi bạn ơi. Cầm đừng gom lại đó hết trơn đặng cho bả tính tiền. Ờ. Đúng rồi, về đặng rồi chia ra, về đặng rồi mạnh ai nữa đứa nào nó ăn ăn cái nào lấy cái đó à. Đúng rồi. Đem lại. Cho bả sổ mình bữa nay mới được. Lấy lẹ lên đặng cho bả tiêu ra tính tiền. Mau lên. Đủ ăn rồi, đủ ăn rồi. Con Việt nè, có chưa? Con lấy chưa? Con mua hộp xúc xích. Con mua hộp xúc xích rồi, gói ông đó luôn chưa? Nè, chú hộp gói ông nhớ đây rồi. Rồi, nhớ nghe. 1, 2, 3. Ừ, cho bà tính tiền nè. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 1, này dưới này nữa là bao nhiêu? 11, là 101. Là 101, hàng tôi mắc bù tiền rồi. Cái này được ăn được có mấy mé là có tiền. Rồi bây giờ mình mua bánh xong nghe mấy bạn. Mà bán cho chai được có 80 ngàn mà mua bịch này tới 101. Mình phải bỏ tiền ra đó các bạn. Thôi, thôi mình về các bạn ơi. Rồi vậy nè. Đi về. Xe đó. Cái về.
vô xe dắt lề lẹ. Đây, tụi mình đang đi về đây các bạn ơi. Đây, tụi mình đang đi về đây các bạn ơi. Mà mình mua bán cho chai được có 80 à. Mình mua thịt này tới 101 mình bù tiền các bạn ơi. Xui quá mấy bạn ơi. Lỗ rồi, bán cho chai được có 80 ngàn à. Mà mua thịt này 101 mất bù tiền luôn. Trời ơi, cho vô lấy thoải mái, ai ngờ đâu lấy thoải mái bây giờ. Chạy điểm ra. Lại lấy cái bao chạy theo chỗ sáng này, dắt cái xe lui ra em ngăn. Rồi, dắt cái xe này ra. Nhìn con bi bó kêu gọi tên của cha, từng giọt nước mắt cha nhẹ nhàng rơi xuống. Bé con của bà sau này sẽ là một chàng trai mạnh mẽ như là cha của con. Ừ. Còn nhớ là mình mua cái gì không? Dạ nhớ. Cái gì? Con là cái gì? Hai cái chân gà, một chai nước. Hai cái chân gà, một chai nước. Rồi hai cái gì á? Rồi heo vô ngồi coi. Còn hai chai kẹo. Bây giờ tôi đổ ra nè. Rồi mạnh ai nó lựa từ từ chứ không có giành nha không? Thôi khỏi lựa đâu, ngồi ra ăn uống đi. Rồi cuốn su nào? Cuốn su cái nào? Cái này nè. Chai nước này nữa, cuốn su nữa đúng không? Ủa, chai nước cũng cơ. Ủa ông mới lên ông làm gì mua ba cái? Không, lấy kêu ông. Nè, ông làm gì ông? Ông tới ba cái mà giờ ông có đi lấy cho chai không? Cho ông su một cái này. Chẻ chai nước cho ông việc nữa. Rồi ok. Vậy thôi hả? Rồi ok, đủ chưa? Mấy bạn đủ chưa? Ủa sao thằng này không có nước? Nó ăn xúc xích à? Không nước không? Không, nó hai chị em uống chai nước. Không, cho em uống với. Ủa, rồi chai nước của em đâu? Em không có, làm việc nè, uống chung cũng được, ba đứa này uống chung được. Ờ, uống chung đi con, gót chung uống đi. Không sao đâu, nè, uống chung rồi. Năm 21 tôi rủ đi lụm cho chai nữa chứ. Xinh quá. Ừ. Đã kêu đứa chọn hai món mà. Cái này là gì? Hả? Bữa nào nữa đi. Bữa nào đi. Không muốn chung việc đây bữa nào nữa cho mấy đứa này chị chia ra bớt cho mình dồn ăn miếng. Cho bây giờ mà nó cũng ngủ quanh này lát nó giờ nó không ngủ rồi ráng chị. Rồi gửi mail đây. Xu xu nhiều với xu cho em với. Con với việc uống chung đi nè, cho em cái nè. Con thích uống nước cái này chua. Thì hai anh em uống chung. Đây có chút thích chưa? Dạ con đang làm. Cái này bà Út này tiếc mà cha nó uống lát nữa giờ nó ngủ uống được rồi nghe. Tiếc, đừng uống uống con. Thôi giờ uống này đi xuống bà Út. Không, ba đứa một chai lắm. Cái này người lớn uống. Cái đó cắt đi. Đó bỏ tủ rồi. Tôi chở đi bán ra chai mà tôi bị còn bán hết trơn được. Bán hết trơn được 80 ngàn à. Mua tăm cây rồi mà sao lại mua tăm cây nữa? Đây không phải tăm cây đâu. Ăn bệnh đó. Cái nào đâu? Cái này hả? Tăm cây này nè, ăn bệnh đó. Cái này ăn bệnh hả? Trên TV nói quá trời luôn. Cái này ăn bệnh nghe mấy bạn, để mấy bạn đừng mua ăn nghe mấy bạn. Tăm cây đó. Rồi, cho anh hai uống đi. Đó, uống trà tắc mật ong nè, bên cha nè, đó. Uống cái này nè con. Quyệt hên, Quyệt chạy lại chứ thôi. Tôi nói nó chạy lên, giờ tôi nói rồi, phải chạy lên mới có phần, chú Nhân mới tốn mấy chục ngàn nữa. Mày nói chạy lên là chú Nhân không có tốn mấy chục ngàn. Vừa đủ luôn, Quyệt ơi. Phiên bản siêu cây à. Ai biết ăn phiên bản siêu cây. Cái thằng mình ăn cái đó, phiên bản siêu cây. Ăn được, chồng ơi, nó ăn cái đó hoài mà sao không được. Trời ơi. Anh nghe nó hoài. Thôi đưa mày coi đó, coi rồi nó coi. Nói là việc mày lo mày chạy lên đi chứ lát nữa cái. Nó nghĩ cái miệng xúc xích đi. Ủa thằng đó nó chưa tới giờ hả? Tôi cầm 80 ngàn. Tôi sợ thiếu, nhờ tôi đem tiền theo nè. Không thôi là đây rồi. Không kêu thêm sách nữa chứ mà để vài bữa nữa cho chủ nhật cho tụi nó bán nữa chứ bán hết một lần nó ăn một lần cũng đâu có hết. Mà lỡ tuần sau không có ăn nữa sao? Đóng sách mà. Em đó kệ mấy gì chai bán có 7 ngàn này có thằng nào bán 10 ngàn đâu. Không? Nè, bạn ăn cảm giác sao, ngon không? Bạn nói tôi nghe coi. Hả? Con sao? Thêm như thế nào? Rồi ăn uống cái chai đó nữa là sao? Hả? Cây. Bạn là người lợi đích dễ mà bạn ngon quá nè. Nè,
nước lọc nè. Đó, ông ăn cay không được rồi thôi, ông ráo mua. Nè mày ăn luôn đi. Đó. Anh Hoàng Phong là anh đủ, Hoàng Phong nó ăn cái đó quen rồi. Rồi sao còn bạn này? Cây cây ngon ngon. Cây cây ngon ngon hả? Mày với ông Thái ai đen hơn? Ừ. Ủa, Thái cái đen à. Chồng nó chơi. Ông Thái này mặt đám hết trơn. Rồi sao mà đen vậy? Ai biết. Ủa chứ ông Thái phải đen hơn nó rồi chứ, chị nghĩ sao ông nữa. Sao con ngon con. Ông Thái nghĩ sao mà đen hơn nó. Rồi rồi con sao? Thấy sao vậy ngon không? Hả? Ngon hả? Rồi con sao? Dạ, giải nước là ngon. Rồi, vậy hả? Dạ. Thì đâu có kỹ. Rồi lần sau có tham gia nữa không con? Dạ không. Sao vậy? Tại vì mệt. À, lần sau con không tham gia nữa hả con? Con mệt dạ. Hả? Dạ. Rồi, rồi rồi bé heo có tham gia không con? Cũng không nữa hả? Có. Lý do. Sao lý do sao vậy? Hả? Anh mình phải tham gia chứ. Ủa? Không chịu nhưng mà điện tham gia thì kêu nè. Trời đất ơi, không chịu tham gia nữa rồi. Về đây con, chú ơi. Không tham gia đúng phải không? Bé heo không tham gia nữa nè, một đứa. Nói chừng là hai chị em này tạch. Ủa, cháu không đâu rồi. Không chịu rồi. Không vô cháu cũng nằm luôn hả? Nặng kìa. Ở da không? Ở trong nhà. Ôi mũi nè. Mũi cắn. Mũi cắn cắn con chim hư ngày hôm qua nữa à. Qua nè. Mẹ. Dơ thịt dơ hấp đi tu nó giữa ăn ở anh giúp lắm mẹ. Sao? Thịt dơ nấu lẩu đâu ai ăn đâu. Bà làm hai món khó cắn. Cảm giác sao? Cây cây ngon ngon mà khó cắn. Khó cắn hả? Lần sau có mua nữa không? Chị Hương ơi, chị Hương can thiệp nói. Cay hả? Không, sao? Nó mua cách một cay nhất. Mua tốc độ cay nhất luôn hả? Bạn hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ cho mình một like, một đăng ký và subscribe trên kênh Nhân Vlog được mọi bạn bạc nha các bạn. Đúng rồi. Rồi bye bye, hẹn gặp lại các bạn những clip sau. Rồi bye bye, tạm biệt các bạn.